Việc Tân Giả Mỹ Nhân kể để bán hàng dân chủ, từ lâu, chính trong giới chống đối cũng phải lên tiếng phàn nàn về các chiêu trò dùng gái đẹp làm mồi nhử lôi kéo đám chống đối. Cơ hội, nhất là mấy ông già tham gia hoặc ủng hộ Việt Tân. Những truyền tình như nhật ký cô gà bông hay Việt Tân dùng Mỹ Nam kể hiệu gió và một vài giai đẹp làm mồi nhử lừa phận được mè nấm. Đoan trang và vô khối gái hiện thân cho Việt Tân nhiều không kể xiết. Khối thành viên Việt Tân bất mãn khi mấy chục năm qua, Việt Tân trả lương khủng nuôi gái đẹp nhử mồi, lôi kéo các dân chủ trong nước như Trang Huỳnh, Hà Đông Xuyến, Hồng Thuận chỉ cần tìm kiếm tên những người đẹp này. Nhất là nữ ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân Hà Đông Xuyến thì vô khối phi vụ câu dai, thậm chí còn xông vào Việt Nam để lôi kéo bằng được mấy anh dân chủ như Đỗ Nam Hải đi theo Việt Tân. Ngày nay, hàng ngũ hot girl này đều đã quá lứa, quá già. Kênh tài phở hòa hay mấy trò hạt kho lừa bịp tiền từ kiều bào không đem lại nguồn tài chính dồi dào cho Việt Tân như trước. Và trước sự phát triển của mạng xã hội thì Việt Tân bị lực lượng an ninh và dân mạng tố dùng tài khoản giả, toàn đóng vai hot girl đi tuyên truyền hoặc lè bịp người dân trên Internet. Mạng xã hội mới đây nhất, blog Lo Phường bóc mẹ Việt Tân lấy ảnh một cô gái xinh đẹp ở Thái Lan tên Cân Đích Kỳ vừa làm giả tài khoản Facebook Song Huynh tự xưng là một bạn trẻ đang làm nghề MC. Song Huynh biết chơi piano, thích mua sắm và vừa ra nước ngoài để làm cho cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR. Trên thực tế, theo dõi tài khoản giả Song Huynh đã thấy, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng trở thành thần tượng của vô số nhà chống cộng hàng gái và cả tin. Đây là thứ chiêu trò bẩn thỉu, thủ đoạn hạ cấp của Việt Tân. Tiếc thay vẫn hữu dụng nhất định khi dễ dàng tạo được nhiều tài khoản có lượng follow và tương tác lớn trên môi trường ảo. Khéo khi đứng sau những tài khoản này lại là mấy hot girl hết đế của Việt Tân, sẵn sàng dùng chiêu trò kích dục, chat sex qua mạng để lôi kéo, dăng bẫy những kẻ hàng gái từ trong nước đi theo tiếng gọi của Việt Tân. Thủ thuật tuyên truyền này, Việt Tân còn tạo ảo tưởng rằng họ lôi kéo được đông đảo giới trẻ trong nước, lừa bịp cộng đồng họ là một tổ chức đang lớn mạnh và có tiền đồ. Do vậy, mong rằng cộng đồng mạng hãy cảnh giác với chiêu trò hạ đẳng cũ mà vẫn có giá trị này của Việt Tân. Khánh Chi.